Hello anh em, chúng anh em này là em Honda Forza 750 đời 2023. Và chiếc Forza này là một chiếc xe lướt nha anh em, xe mới mua. Và chủ xe đã không phù hợp thì bán đổi xe khác. Đấy, đây là chiếc xe lướt 2023. Và chiếc xe này thì nó vẫn chưa ra biển số nha anh em. Hiện tại thì nếu mà anh em mua chiếc xe này đập thùng thì cũng vào khoảng 680 triệu. Và nếu mà anh em mua chiếc xe lướt này thì bên mình bán có giá là 599 triệu bao ra biển số cho anh em nha. Bao ra biển số là cũng hết 20 mấy triệu đó anh em. Thì cơ bản là anh em đã tiết kiệm được khoảng 80 triệu rồi. Đấy, cho một con xe lướt nha. Anh em tiết kiệm được 80 triệu và bao ra biển số cho anh em luôn. Đấy, chiếc xe này là đời 2023. Cái màu xám nồng súng này là mới về luôn nha. Mới về cách đây được khoảng 2-3 tháng. Đó, đây là chiếc xe mới. Đây là mẫu mới nha anh em. Và xe thì nó chỉ thay đổi về màu sắc thôi. Nó không có khác biệt nhiều về các chức năng ở trên xe. Model 2023 thì nó mới vừa về, nó có màu xám nồng súng nè, có màu trắng nè, rồi màu đen mờ. Đó, theo mình thấy thì cái màu xám nồng súng này thì nó rất là tươi tắn. Đấy, và cái màu này thì cũng bán khá là chạy nha anh em. Màu này bán khá là chạy. Xe thì vẫn trang bị phanh đĩa đôi ở phía đằng trước, buộc upside down hành trình ngược của Sawa. Đó, xe kiểu dáng rất là to, bề thế. Và xe còn có cây bô ở phía sau nó được vắt lên cao. Đấy, đi đường trường, đường phố rồi rất là thoải mái, rất là vô tư nha anh em. Và xe này thì sử dụng hộp số liên hợp kép DCT 6 cấp. Đây là số bán tự động, giống như là những dòng ô tô. Đấy, mình có thể chạy chế độ tự động hoặc là mình có thể chuyển sang số tay ở trên cùm công tắc ở trên. Phía đầu xe thì xe trang bị đầu đèn đôi cũng như là có kính chắn gió cao. Đấy, kính chắn gió này thì nó không có điều chỉnh được nha. Em xe này hiện tại là đi lướt được 2.000 cây. Đi lướt 2.000 cây. Tuy nhiên là chưa có ra biển số. Nếu mà anh em mua thì sẽ là người đứng tên lần đầu cho em xe này luôn. Đấy, em này có cái yên khá là to ha. Chiều cao yên thì cũng thấp hơn tí xíu so với dòng SH350 nữa nè. Dòng Forza này thì chiều cao yên khoảng 790mm thôi. Chiều cao yên cũng khá là thấp. Đấy, xe thì dẫn động là dây sên, dùng sên. Cốp thì của em này thì cốp nó vào khoảng 22 lít thôi. Nó cũng không có lớn như là dòng Forza 300. Đó. Bởi vì ở phía đằng trước thì nó có cái bình xăng nằm ở phía cái yên người ngồi trước ha. Và xe thì cũng đã dùng chìa smart key, remote smart key, rất là đặc trưng của Honda. Và xe trang bị màn hình TFT, màn hình màu, kết nối với Bluetooth. Em này hiện tại thì đi có 2.000 cây hơn tí xíu thôi. Xe rất mới, rất đẹp. Đây là mẫu 2023. Mẫu 2023 mới vừa về Việt Nam luôn. Đấy, thì anh em nào quan tâm tới chiếc Forza 750 đời 2023 màu xám nồng súng này thì anh em cứ liên hệ với bên mình nha, để mà xem xe. Rồi, xin cảm ơn em.